Chiều nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên với mục đích làm rõ những giá trị của tuổi trẻ, góp phần định hướng giáo dục thanh niên, rèn luyện và quét sạch chủ nghĩa cá nhân, cống hiến cho Tổ quốc. Để hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, có thu nhập cao vào năm 2045, Trung ương Đoàn đã phát động đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong thanh niên cả nước với chủ đề Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đợt sinh hoạt chính trị kéo dài đến năm 2026, gắn với những giải pháp quan trọng trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, với mong muốn thông qua đó, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ hòa chung vào dòng chảy của đất nước, dân tộc, tạo sức mạnh cộng sinh to lớn, mang lại những giá trị phát triển mới cho đất nước.